nay mình sẽ giới thiệu với các bạn mã sản phẩm TV LG 49 UK75. Trước tiên thì mình sẽ khui hộp sản phẩm, hướng dẫn các bạn qua về cách lắp đặt kết nối TV. Đây là toàn bộ sản phẩm. Mình xin giới thiệu nhanh là sản phẩm 49 UK75 là một sản phẩm với chất lượng 4K. Nhưng cái điều đặc biệt nha là từ đời 7005 mới có cái công nghệ là nano, có nghĩa là máy nít này mà nano 4K nhưng mà nano nha, các bạn lưu ý nha. Từ đời 49 UK7005 mới có nha. Với chất lượng này thì đem lại một cái điểm ảnh nó rất là đẹp. Bỏ đi luôn. Rồi, nó lắp thêm một lại. Có tí lắp ở trong xóm. Đấy, cho nữa là ngoài này thì nó rộng rãi này. Thế em không phải đỡ đâu, anh chạy cua. Khi các bạn lắp những cái dòng TV phẳng này thì chúng ta nên để cái mặt xốp này cho nằm xuống, sau đó là để mặt TV nằm xuống. Bởi vì khi để tư thế nằm này thì chúng ta mới tiến hành lắp chân TV nha, lắp chân của TV được dễ dàng. Quá rồi. Con xem con này nhìn nó đẹp hơn. Sau khi đã tháo TV xong thì chúng ta sẽ bóc cái chân. Đây là cái dòng chân của UK, đời dòng UK. Nó sẽ có chân dạng cong hình chữ V nha. Cái bóc cái xé này. Đây là mặt sau của TV. Với cái dòng UK7005 này thì mặt sau của nó sẽ là màu bạc nha. Mà tất cả những dòng TV của LG họ sẽ rất phân biệt ở cái màu sắc. Có nghĩa là những cái sản phẩm nào mà có viền bạc, màu bạc là những sản phẩm thường ở phân khúc cao cấp. Còn những sản phẩm nào nếu mà ở đằng sau mặt là nhựa đen này, hoặc là ở viền mặt trước là viền đen, thì thường là những cái dòng tầm trung. Mình giới thiệu như vậy để các bạn nắm được qua về một số dòng của TV LG. Ở phía mặt sau này thì chúng ta sẽ có những dạng kết nối, đó là đây là cổng quang optical. Cổng quang này chúng ta sẽ kết nối với cổng ra âm thanh này. Đây là cổng LAN để kết nối mạng internet. Nhưng ngoài ra TV có thể kết nối được wifi nha. Hoặc các bạn có thể cắm trực tiếp LAN vào đây. Đây là cổng USB để chúng ta có thể kết nối USB với ổ cứng hoặc với USB để lấy những cái nguồn nhạc, nguồn phim từ USB hoặc từ ổ đĩa. Đây là hai cổng HDMI. Đây là cổng HDMI in nha, cũng chỉ nhận đầu vào thôi nha các bạn nha. Ngoài ra ở phía góc bên này chúng ta sẽ còn hai cổng HDMI nữa và sẽ có một cổng USB nữa nha. Đó. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ có hệ thống jack AV, jack AV đầu in nha, có nghĩa là nhận đầu vào AV ở những cái thiết bị như là âm ly này hoặc là những cái thiết bị đầu kỹ thuật số mà chúng ta vẫn còn có jack bông sen thì chúng ta vẫn có thể kết nối được ở đây nha. Còn đây là cổng anten. Như vậy là rất đơn giản thôi, cái cổng kết nối của TV thì sẽ gồm những cái cổng kết nối phổ thông nhất. Ở bên cạnh đây chúng ta sẽ có dây nguồn để kết nối với TV. Ở đây là bên mình đang nắp cái chân của cái giá. Rất đơn giản là chúng ta sẽ có 4 con ốc bắn lại 4 điểm. Đây là cái hệ thống, tại sao có những cái hệ thống này. Những cái hệ thống này là cái khu vực mà chúng ta sẽ kết nối TV với giá treo tường nha. Thì chúng ta mới sử dụng đến 4 cái con ốc này là giá treo tường. Còn không thì chúng ta chỉ lắp giá treo thôi để bàn để cạnh. Đó, sau khi lắp vào thì chúng ta lại lắp cái chân vào. Đó. Ở dưới này các bạn nhìn ở dưới chân thì sẽ có 4 con ốc và chúng ta sẽ khoan bắt 4 cái chân này vào là xong nha. Đây là khu vực loa của TV. Như vậy là về phần cứng TV rất là đơn giản rồi ạ. Chút nữa thì đi vào lắp đặt thì sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kết nối phần mềm, có nghĩa là chúng ta sẽ cài đặt TV. Rất đơn giản thôi. Mình sẽ nói thêm đây là cái khu vực tem của TV nha. Tem sẽ thể hiện tên này, nguồn điện này, số email và xuất xứ. Đây các sản phẩm xuất xứ là made in Indonesia, nhập khẩu Indonesia về. Và chúng ta sẽ có cái số email để kích hoạt bảo hành điện tử nha.
Đây, khu vực đây chúng ta sẽ có số email để chúng ta kích hoạt bảo hành điện tử nhé. Về cái chế độ bảo hành điện tử của LG thì họ sẽ bảo hành chính hãng tại nhà. Có nghĩa là nếu mà trong trường hợp TV của mình có vấn đề gì thì chỉ cần điện thoại tới tổng đài thôi là nhân viên của hãng họ sẽ tới tận nhà mình bảo hành nhé. Ngoài ra họ sẽ trang bị thêm một cái phiếu bảo hành đây. Nếu có vấn đề gì thì các bạn hãy gọi tới số là 1800 1503, miễn phí của gọi nhé. Và bên LG người ta sẽ hỗ trợ mình. Ở bên trong phụ kiện thì sẽ có một cái sợi dây nguồn để cấp cho TV này. Và chúng ta sẽ có một chiếc điều khiển. Chúng ta sẽ có một chiếc điều khiển. Và cái chiếc điều khiển này rất là thông minh. Đây là điều khiển Magic Remote của LG. Một cái chiếc điều khiển độc quyền của hãng. Thì họ sẽ giới thiệu, họ sẽ trang bị trên chiếc điều khiển này là một cái chính hãng như là một con chuột máy tính thôi. Vì vậy các bạn sử dụng sẽ rất là ok. Bây giờ như này, không cấm rồi. Mày mày. Đây, sau đây thì mình sẽ kết nối cái TV đi thẳng được. Đây, này, cái đi. Rồi, cái đại đi, cái đại đi. Ok, cho nó bằng một chút nha. Rồi. Tâu ok, đây là cái tem. Sau đây thì mình sẽ kết nối cái nguồn điện với TV. Nguồn điện đâu Phong? Đây. Ở nhà mình có dùng đầu kỹ thuật số hay là dùng cáp không? Dùng mạng anh. Dùng cái đầu này luôn. Vâng. Nhưng thôi, con này nó smart rồi thì thôi không dùng kia nữa. Cái kia để dùng cho con TV kia. Đúng không? Con TV kia có mạnh chưa? Chưa. Đấy, chưa thì mới dùng cái này đúng không? Vâng. Rồi ok, bỏ cái đấy đi. Các bạn biết là không phải dùng đấy. Dùng wifi. Đây là khi mà vào giao diện của một chiếc TV mới. Nhìn nhé. Khi vào mới thì chúng ta sẽ có phần cài đặt language, có nghĩa là ngôn ngữ này, chọn tiếng Việt. Sau khi chọn ngôn ngữ rồi thì chúng ta sẽ chọn tới quốc gia. Quốc gia chúng ta cũng sẽ chọn Việt Nam. Chiếc điều khiển rất dễ sử dụng. Ok, múi giờ sẽ tự động nha. Mình không phải cài đặt. Xong. Sau tới bước này thì nhà mình có dùng cáp không nhỉ? Không. Không, dùng mạng thôi nhé. Vâng. Mình sẽ chọn chế độ trong nhà này. Đó, chọn số phần OK. Thiết lập không dây có wifi này. FPT Phong phải không nhỉ? Vâng. Mật khẩu là gì? 086 08 này. 8 này. Gì? 08688 688 67954 67954. Ngoài cái việc chúng ta di chuột ra, chúng ta có thể bấm bằng phím ở trên đây là cũng nhận nha. Đó là mật khẩu wifi của chủ nhà. Sau đây mình sẽ kết nối. Lưu ý là khi TV mới thì con chuột máy lúc nào nó hơi chạy một chút nha. Nó sẽ hơi chạy một chút. Nhưng khi mà chúng ta cài đặt được một lúc là nó sẽ rất là ổn định. Đây này, bây giờ nó ổn định rồi này. Nó không chạy như vừa rồi nữa. Ok. Đó thật tuyệt vời, có nghĩa là khi bây giờ chúng ta đã cài đặt những cái bước rất là đơn giản, chỉ có vài bước thôi, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ đồng ý với những cái điều khoản pháp lý của hãng. Chọn vào tất cả, đồng ý nha. Chọn tất cả, đồng ý. Đây, sẽ đến một cái bước là bước dò kênh. Có nghĩa là cái bước này thì nếu mà TV chúng ta kết nối đường cáp thì chúng ta sẽ kết nối vào và sau đó dò kênh. Nhưng tuy nhiên TV nhà khách hàng là chỉ kết nối wifi qua internet thôi. Cho nên chúng ta sẽ bỏ qua những cái bước này nha. Đấy, thì mình sẽ về những cái chế độ là chỉ có TV thôi. Ok. Chúc mừng đã xong nè. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cái việc kết nối nha. Đây cái việc dò kênh này, chúng ta sẽ bỏ qua X ở đây này. Bỏ qua.
chúng ta sẽ vào cái hệ điều hành chính nha. Ở trên điều khiển sẽ có hình ngôi nhà này, chúng ta sẽ bấm hình ngôi nhà này, lưu ý nha. Hình ngôi nhà trên điều khiển đó, khi bấm hình ngôi nhà là sẽ ra hệ điều hành webOS của LG, đây là hệ điều hành độc quyền của họ. Thì với những cái sản phẩm TV mới thì nó sẽ chưa có cái YouTube, thì các bạn muốn kết nối thì chúng ta sẽ vào app nha, sẽ vào app của LG để chúng ta tải vào đây, chúng ta sẽ tải YouTube vào để xem mạng trực tiếp. Ngoài ra thì với những sản phẩm TV của LG này cũng sẽ được tích hợp những cái phần mềm xem phim, xem truyền hình như là MyTV này, đó chúng ta sẽ được tích hợp sẵn luôn nha. Sau đây mình sẽ tìm tới YouTube. Đây mình đã tìm tới YouTube và mình sẽ cài đặt. Các bạn chờ nha, chỉ một lát thôi, rất là nhanh. Với sản phẩm UK7005 này là một sản phẩm thuộc phân khúc, mình đánh giá là phân khúc cao cấp của LG rồi. Cho nên là về tấm nền màn ảnh rất là đẹp. Đặc biệt nha, các bạn lưu ý nha, từ đời 7005 mới có cái công nghệ là Nano Display, màn hình nano nha. Mình sẽ test thử một đoạn video 8K đi, các bạn trải nghiệm về cái chất lượng hình ảnh của đây là tăng giảm âm lượng nha. Đó, đây là ngắt tiếng này, và đây chọn số này, chọn kênh cáp này, đây con chuột chúng ta có thể lăn lên lăn xuống sang phải sang trái, đây là những cái khu vực mà đây sang phải sang trái lên xuống này nhé, back là có nghĩa quay trở lại này. Đó, đây là phần cài đặt, chúng ta bấm vào đây là sẽ vào cái phần cài đặt ở trên TV này, cài đặt hình ảnh này, cài đặt khung hình, cài đặt loa âm thanh hiện giờ nha, và tất cả những cài đặt chuyên sâu thì các bạn hãy vào cái phần có biểu tượng là hình bánh xe này đây nhé. Thế thôi, rất là đơn giản, còn những tính năng như là những cái vài kênh truyền hình xem phim này hoặc Amazon này thì các bạn phải đăng ký nha. Đây là một cái video định dạng 8K, tuy nhiên là với chất lượng hình ảnh 8K, tuy nhiên mình phát trên TV 4K cũng rất là đẹp nha, nhìn rất là đẹp. Ok, như vậy là vừa rồi mình cũng đã giới thiệu qua với các bạn cách lắp đặt chiếc TV 49 UK7005 cũng như là những cái tính năng về phần cứng thiết kế của TV và phần cài đặt bên trong, cách sử dụng rất là đơn giản thôi ạ. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì xin hãy like và đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ tiếp tục review những cái sản phẩm điện máy để hướng dẫn các bạn cách sử dụng cũng như là cài đặt nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại qua các sản phẩm review lần sau. Xin cảm ơn.